Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Kết Man KS1 Bluetooth hiện đang là cây piano điện được sự tin tưởng của thầy cô và các bạn học sinh. Hôm nay tại showroom đã đón hai cô khách đến tham khảo và chọn mua KS1 Bluetooth về làm quà cho con học nhạc. Nào lên đường đi Gò Vấp thôi. Đã tới giờ tan ca nhưng team vẫn lên đường để đem đàn đến gia đình cô ngay trong đêm. Bạn có thể thấy những con đường với sự yên tĩnh của cảnh vật và xe cộ qua lại thưa thớt. Đường đến nhà khách giờ này mang lại một cảm xúc vô cùng khó tả. Nào cùng tiến hành lắp đàn thôi. KS1 Bluetooth trong thùng sẽ gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Quà tặng là ghế piano cao cấp khi chơi đàn. Bên cạnh kiểu dáng gọn nhẹ, đàn còn rất nhiều điểm nhấn khác. Nào, tìm hiểu thôi. Đàn có 88 phím trang bị 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, đa âm 128 polyphony và 20 âm sắc, đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng vô cùng dễ dàng, hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số và nhiều chức năng hiện đại khác như là metronome đếm nhịp, split mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, Jaspo tăng giảm tông, kết nối với nhiều cổng âm thanh chất lượng và kết nối không dây qua các app học nhạc như là Simply Piano và Perfect Piano bằng tính năng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng khi chơi đàn. Kidman đem đến khách hàng 3 màu để lựa chọn là trắng, đen và nâu gỗ. Chế độ bảo hành KS1 Bluetooth cũng vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao đàn và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đàn đã lắp xong, team rất vui vì sự nhiệt tình của chú đã giúp các bạn nhân viên nhanh chóng hoàn thành công việc ngày hôm nay. Mời các bạn cùng em bóc siêu đàn nhé. Giờ đến siêu phím. Cuối cùng, mình đã chỉ cho cô vài chức năng ở trên đàn và hướng dẫn kết nối Bluetooth các ứng dụng trên điện thoại. Buổi giao đàn đã thành công. Minh Phụng Music rất vui được đồng hành cùng gia đình để em có những buổi học nhạc đầy niềm vui và sự tiến bộ. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.